chương 5398, mua mệnh phí. Làm sao, hai người các ngươi làm sao không động thủ? Tần Trần cười lạnh một tiếng, trước người thần bí kiếm gì không ngừng lưu chuyển, tản mát ra trận trận để đen ngục chi chủ cùng cự nha quỷ quân tim đập nhanh khí tức, lạnh lùng nói, muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm, chỉ là tam trọng siêu thoát đỉnh phong mà thôi, tại khắc cấm khu chi chủ trước mặt có thể phách lối một chút, nhưng ở bản minh chủ trước mặt, vẫn còn kém xa. Đen ngục chi chủ chấn động trong lòng, nếu như nói ngay từ đầu nghe được tần trần nói như vậy hắn còn tưởng rằng tần trần đang khoác lác lời nói như vậy trải qua mới vừa rồi cùng tần trần giao phong đằng sau hắn đã biết rõ tới trước mắt tần trần hoàn toàn chính xác có lực lượng dạng này chỉ là lúc trước triển lộ ra thực lực liền đã không tại hắn cái này tam trọng siêu thoát cường giả tối đỉnh phía dưới tần trần nhìn về phía cự nha quỷ quân đi về phía trước mấy bước lạnh lùng nói ngươi không phải muốn đối phó bản minh chủ sao còn không mau một chút động thủ Sớm một chút giết ngươi, bản minh chủ cũng tốt có thời gian thăm dò một chút nơi này. Đang khi nói chuyện, Tần Trần không gian lĩnh vực dọc theo đi, không gian kia trong lĩnh vực mang theo làm người sợ hãi sát ý khí tức, trong nháy mắt đánh vào cự nha quỷ quân trước người, oanh một tiếng, cự nha quỷ quân lần Tần Trần không gian lĩnh vực trực tiếp oanh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, kém chút không có một ngụm quỷ huyết phun ra. Nếu như không phải đen ngục chi chủ ở một bên lược trận lời nói, chỉ là Tần Trần đạo này lĩnh vực trùng kích cự nha quỷ quân liền muốn bản thân bị trọng thương. Cự nha quỷ quân hoảng sợ mắt nhìn đen ngục chi chủ, đen ngục chi chủ đối với hắn khẽ lắc đầu. Thấy thế cự nha quỷ quân trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng đối với tần trần sợ hãi hành lễ nói, tại hạ có mắt không trâu, mạo phạm minh chủ tiền bối, nguyện ý bồi thường minh chủ tiền bối tổn thất, mong rằng minh chủ tiền bối đại nhân đại lượng, tha tại hạ một ngựa. Cự nha quỷ quân lúc này chỗ nào không biết đen ngục chi chủ đã có lui bước chi tâm. Cự nha quỷ quân rất rõ ràng, nếu như không có đen ngục chi chủ hỗ trợ lược trận, hắn cùng tần trần tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết, có lẽ đen ngục chi chủ còn có thể ỉ vào đỉnh phong minh binh có cơ hội chạy trốn, nhưng hắn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp cự nha quỷ quân đã mở miệng, đen ngục chi chủ cũng tới trước một bước, đối với tần trần ôm quyền nói, minh chủ huynh, giữa ngươi và ta là không đánh nhau thì không quen biết, lúc trước cũng là bản chủ tùy tiệt, xin mời minh chủ huynh hạ thủ lưu tình ta cùng cự nha huynh nguyện ý bồi thường minh chủ huynh tổn thất. Tần Trần cười lạnh, lúc trước kẻ này không nói hai lời liền đối bản minh chủ động tay, hiện tại đánh không lại liền muốn bản minh chủ buông tha hắn, nào có chuyện tốt như vậy. Lại nói, các người có đồ vật tốt gì có thể làm cho bản minh chủ tâm động? Hay là nói người nguyện ý đưa người cái kia luyện ngục chí bảo giao ra bồi thường bản minh chủ? Nghe vậy, đen ngục chi chủ sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này luyện ngục chí bảo chính là hắn hạch tâm nhất bảo vật, cũng là hắn cường đại nhất át chủ bài nếu như đem cái này luyện ngục trí bảo giao ra vậy hắn tại tần trần trước mặt liền thật hoàn toàn không có phản kháng đường sống bản chủ trên người có một chút từ minh giới bên trong mang tới đồ vật có không ít đều là đỉnh cấp đồ tốt người đều có thể xem xét sứt lời đen ngục chi chủ tay vừa nhấc một viên chữ vật minh thạch trong nháy mắt lướt về phía tần trần bị tần trần phút chốc cầm trong tay ân minh mạch còn có một số siêu thoát cấp bên trong đỉnh cấp vật liệu a à, lại còn có một ít đỉnh cấp minh giới công pháp. Tần Trần trong lòng hơi động, không thể không nói, cái này đen ngục chi chủ cực kỳ quả quyết, cho ra tới đồ vật đều là đồ tốt, cầm tới ngoại giới, tuyệt đối có thể làm cho một chút minh giới cường giả điên cuồng. Đồ vật hoàn toàn chính xác không ít, Tần Trần thu hồi chữ vật minh thạch, sát ý thời gian dần trôi qua tiêu tán, ngữ khí lại mang theo một chút mỉa mai. Đại nhân, một bên cự nha quỷ quân có chút xấu hổ mắt nhìn đen ngục chi chủ hắn không nghĩ tới đen mục chi chủ vậy mà vì không cùng tần trần giao thủ lại thật cấp ra nhiều như vậy đồ tốt lấy đen mục chi chủ đại nhân bá đạo lúc nào làm qua chuyện như vậy tần trần đối xử lạnh nhạt nhìn cái này cự nha quỷ quân một chút nói ra đen mục chi chủ đã giao mua mệnh phí người đâu làm sao không nhìn thấy tần trần như thế uy hiếp trắng trợn thế nhưng là đen mục chi chủ cùng cự nha quỷ quân nhưng không có nửa điểm biện pháp lưu lại người hóa vàng cùng một chút thiết yếu phẩm đem những thứ đồ khác tính cả chữ vật minh thạch đều cho hắn. Đen ngục chi chủ đối với cự nha quỷ quân hừ lạnh một tiếng. Cự nha quỷ quân sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không dám ngôn ngữ, trực tiếp đem chính mình chữ vật minh thạch ném cho tần trần. Tần trần quét mắt, liền phát hiện cự nha quỷ quân đồ vật bên trong rất nhiều, chẳng những có các loại vật liệu cùng công pháp, còn có một số ngọc giản cùng địa đồ, một chút năm đó cự nha quỷ quân tại minh giới hành tẩu lúc các loại tư liệu. Tần trần trong lòng lập tức vui mừng vạn cốt minh tổ rời đi minh giới đã quá lâu, rất nhiều minh giới thế lực cùng tình huống đã có chút không hiểu rõ lắm, mà cự nha quỷ quân mặc dù cũng đã bị giam giữ tại cái này từ hải cấm địa vô số năm, rất nhiều tư liệu đều đã rất lâu, nhưng nói thế nào đều so vạn cốt minh tổ muốn càng chế một chút. Những vật này đối với những người khác tới nói không có tác dụng gì, nhưng đối với tần trần sau đó trở lại minh giới sau lại cực kỳ trọng yếu. Ngoài ra, càng làm cho tần trần vui mừng chính là, trong này lại còn có cự nha quỷ quân săn giết một chút minh giới cường giả sau lưu lại bản nguyên đồ vật. Những này bản nguyên đồ vật bên trong ẩn chứa bọn hắn có minh giới đại đạo, đối với tần trần tu luyện 3.000 đại đạo có to lớn bổ sung tác dụng. Ngoài ra, bên trong còn có một số minh giới đặc biệt bảo vật, đối với cự nha quỷ quân dạng này cấm khu chi chủ không có tác dụng gì, nhưng đối với tần trần, còn có tư tư các nàng, cùng hỗn độn thế giới bên trong rất nhiều minh giới sinh linh lại không nhỏ trợ giúp. Đồ vật ta nhận, qua loa, Hừ, còn tưởng rằng có đồ vật tốt gì, đều là một chút rác rưởi." Tần Trần thu hồi chữ vật Minh Thạch, thuận miệng nói câu. Cự nha quỷ quân sắc mặt lập tức một trận phẫn nộ. Bất quá hắn cũng biết, chính mình chữ vật Minh Thạch bên trong bảo vật tương đối tử thần mộ chủ mà nói, khẳng định là muốn kém một chút. "Minh chủ huynh, dạng này cũng có thể đi." Lúc này đen ngục chi chủ cảm giác Tần Trần thân bên trên sát ý phai nhạt không ít, không khỏi thở dài một hơi, lạnh lùng nói: "Còn chưa đủ." Bản Minh chủ còn muốn các ngươi trên thân một ít gì đó." Đen Ngục chi chủ nghe Tần Trần lời nói lập tức cả giận nói, "Minh chủ huynh, ta đã đem trên người ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi, ngươi còn muốn thứ gì?" Không khỏi cũng có chút quá tham lam không biết chừng mực đi." Oanh, Đen Ngục chi chủ trực tiếp tế ra luyện Ngục chí bảo, toàn thân đằng đằng sát khí, tức giận nói ra. Lúc này trong lòng của hắn đã hối hận tới cực điểm, sớm biết tiểu tử này khó chơi như vậy. Hắn liền căn bản sẽ không đồng ý cự nha quỷ quân động thủ, coi như động thủ, lúc trước cũng sẽ không nói ra xuất ra bảo vật biện pháp này. Hiện tại bảo vật đưa ra ngoài, có thể tiểu tử kia lại còn không bỏ qua, cái này khiến đen ngục chi chủ làm sao không giận. Chính mình chỉ là lo lắng tại cái này quỷ dị biển chết trong cấm địa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thôi, mà lại một khi động thủ, cự nha quỷ quân tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn chính mình lại là không sợ, lại còn coi chính mình sợ hắn bản minh chủ muốn một tia các ngươi trên người bản nguyên đại đạo khí tức mà thôi, làm gì ngạc nhiên như vậy? Tần Trần lãnh đạm nói, một tia bản nguyên đại đạo khí tức, hai người khẽ giật mình, muốn thứ này làm cái gì? Đối với đen ngục chi chủ cùng cự nha quỷ quân mà nói, trên người bọn họ một tia bản nguyên đại đạo khí tức không đáng kể chút nào. Bản minh chủ chỉ là đối với các người bản nguyên đại đạo có chỗ hiếu kỳ thôi, làm sao? Chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không nguyện ý lấy ra? hay là nói sợ bản minh chủ tướng các ngươi bản nguyên đại đạo cho học được." Tần Trần cười nhạo nói, "Học được, đen ngục chi chủ cùng cự nha quỷ quân trong lòng cười lạnh, nếu là một tên cấm khu chi chủ đại đạo dễ dàng như vậy liền bị học lời nói, vậy cái này minh giới khắp nơi đều có cấm khu chi chủ." "Cho ngươi." Hai người hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ra một đạo bản nguyên đại đạo, hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp lướt vào Tần Trần trong tay. Tần Trần tiếp lên hai đạo bản nguyên, trực tiếp thu vào nhưng trong lòng thì có chút kinh hỉ kể từ đó, chính mình ba nghìn đại đạo sợ là lại có thể bù đắp một chút. Xem ở các ngươi còn tính là thành tâm phân thược, ta sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện. Tần Trần nhìn thoáng qua đen ngục chi chủ, bỗng nhiên cười lạnh nói ra. Sự tình gì, đen ngục chi chủ cảnh giới nhìn chằm chằm Tần Trần, vùng đất bị vứt bỏ mặt ngoài là người cùng diêm hồn lão tổ mấy người tu vi cao nhất, già la minh tổ chỉ là một cái vật biểu tượng. Nhưng ở bản minh chủ xem ra, Naga là minh tổ ẩn tàng cực sâu, hắn thực lực cường đại, sợ là so với các người chỉ mạnh không yếu, người này trăm phương ngàn kế, ẩn giấu tu vi, nếu là quay đầu các người gặp được, còn phải coi chừng, nếu không bản minh chủ sợ các người trực tiếp thành đao của người này bên dưới vong hồn. Tần Trần nhìn lướt qua hai người, từ tốn nói, hư, liền hắn, đen ngục chi chủ hư lạnh một tiếng, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, hắn thôi động luyện ngục trí bảo, mang theo cự nha quỷ quân quay người chính là muốn rời đi nơi này. Thẳng đến bọn hắn rời đi xa xa, phát hiện Tần Trần cũng không đuổi theo đằng sau, mới không khỏi thở dài một hơi.